Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam. Sau sự sụp đổ của nhiều ngân hàng, thời của vàng đã đến. Lãi suất tăng cao trong cả năm qua khiến không ít ngân hàng rơi vào tình trạng thua lỗ khi có những khoản đầu tư kém hấp dẫn trước đó. Bên cạnh đó, hoạt động rút tiền khỏi các ngân hàng nhỏ, ngân hàng khu vực đã khiến cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ lan rộng. Việc lãi suất được duy trì ở mức cao tiếp tục gây thêm căng thẳng và không loại trừ khả năng có thêm những ngân hàng khác sụp đổ. Khách hàng gửi tiết kiệm ở Mỹ đã rút tiền mặt khỏi ngân hàng có lãi suất thấp và đầu tư vào các sản phẩm thay thế như quỹ thị trường tiền tệ hoặc trái phiếu kho bạc, cho phép họ tận dụng lợi thế từ chính sách tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Fed. Xu hướng rút tiền gửi trên đã được thúc đẩy bởi vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley, ngân hàng Signature và First Republic. Tình trạng tiền bị rút ra khỏi nhiều ngân hàng khiến thị trường vàng sôi động và đẩy giá lên. Dòng tiền đổ mạnh vào mặt hàng kim loại quý này. Dòng tiền đã chảy ra khỏi các tài khoản ngân hàng với tốc độ chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ông Đỗ Bảo Ngọc, sáng lập nền tảng hỗ trợ đầu tư Stock cho biết, yếu tố làm giá vàng hấp dẫn bởi sự bất ổn của các thị trường tài chính thời gian qua. Khi thị trường tài chính gặp rủi ro đổ vỡ, khủng hoảng, thì đó là thời điểm để giá vàng tăng lên. Dòng tiền trong nền kinh tế đi tìm kênh trú ẩn. Khi đối mặt với các vấn đề khó khăn thì vàng và các ngoại tệ mạnh sẽ tăng giá trở lại. Đó là những tài sản thu hút dòng tiền trú ẩn trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động và quá nhiều rủi ro. Rủi ro đó có khi còn chưa được phản ánh hết vào thị trường. Thị trường tài chính thế giới tiếp tục biến động khó lường. Tại Mỹ, chứng khoán tiếp tục giảm mạnh phiên thứ tư liên tiếp trong phiên 4 tháng 5. Thêm hai cổ phiếu ngân hàng Mỹ lao dốc và nhiều lần bị đình chỉ giao dịch. Cổ phiếu ngân hàng Western Alliance có lúc giảm 50-60% và đã bị ngừng giao dịch nhiều lần do biến động quá mạnh. Khi nỗi lo về một cuộc suy thoái của Mỹ lên cao, dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn an toàn, trong đó có vàng. Trên Kiko, chuyên gia Andrew Axelrod cho rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng chỉ mới bắt đầu. Ông nhấn mạnh rằng nhiều ngân hàng có quan hệ sâu với lĩnh vực bất động sản thương mại. Trong khi đó, lĩnh vực này có nguy cơ sụp đổ do xu hướng làm việc từ xa và các doanh nghiệp đang thu hẹp hoạt động. Theo nhiều chuyên gia, dòng tiền sẽ tiếp tục bị rút khỏi ngân hàng và đổ vào trái phiếu vốn có lợi tức cao và vàng. Những thông tin xấu và làn sóng rút tiền khỏi ngân hàng tại Mỹ khiến thế giới đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới. Trong khi đó, giá vàng tăng mạnh lên sát đỉnh cao lịch sử nhờ dòng tiền tìm chỗ trú bão. Tại thị trường trong nước, giá vàng nhẫn có thời điểm tăng 1,1 triệu đồng một lượng theo đà tăng của giá vàng thế giới, chạm mức đỉnh cao nhất trong 2 tháng. Giá vàng miếng cũng tăng nhưng biên độ tăng nhỏ hơn vàng nhẫn. So với cuối tuần trước, giá vàng SJC tăng gần 1 triệu đồng lượng, lên mức cao nhất trong khoảng 2 tháng nay. Chênh lệch biên độ giá mua, bán của vàng SJC lên tới khoảng 1,1 triệu đồng lượng. Trước đó, trong phiên giao dịch tối ngày 4 tháng 5 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã đẩy lên mức cao kỷ lục trên 2.080 đô la Mỹ trên ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh hệ thống ngân hàng hỗn loạn và lo lắng về suy thoái kinh tế toàn cầu và Mỹ. Theo giám đốc chiến lược vàng George Milling Stanley tại State Street Global Advisor, cú đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trong thời gian ngắn có thể chỉ là khởi đầu cho một đợt phục hồi dài hạn trong năm 2023 khi sự bất ổn của thị trường và sự lo lắng của nhà đầu tư thúc đẩy giá thị trường. Mặc dù lạc quan về vàng, nhưng Milling Stanley lưu ý các nhà đầu tư nên cẩn thận vì sự biến động có thể tăng lên trong thời gian tới do thị trường phần lớn phớt lờ triển vọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Powell đã nói rất rõ ràng rằng Ngân hàng Trung ương chưa sẵn sàng xoay trục để nới lỏng lãi suất bất cứ lúc nào trong năm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!